Hoa hậu Lê Hoàng Phương lên tiếng về màn khuỵu gối, bật khóc trên sân khấu. Hoa hậu Lê Hoàng Phương vừa có những phút trải lòng về chặng đường đương nhiệm, đồng thời tiết lộ những kế hoạch trong thời gian tới. Lê Hoàng Phương xúc động khi nhìn lại chặng đường một năm đương nhiệm trong chung kết Miss Grand Việt Nam 2024. Ngoài tân hoa hậu thì màn final oát của Lê Hoàng Phương cũng được chú ý. Sau một tuần kết thúc nhiệm kỳ, người đẹp quê Khánh Hòa thừa nhận vẫn còn xúc động khi nhìn lại khoảnh khắc này. Theo hoa hậu 9X, màn trình diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt 2 tháng. Với cô, đó là thời khắc thiêng liêng không chỉ đánh dấu một năm đương nhiệm mà còn là kỷ niệm chặng đường 10 năm theo đuổi nghệ thuật. Ban đầu tôi dự tính màn final oát của mình sẽ hài hước một chút. Tôi định không khóc để giữ hình ảnh thật đẹp. Nhưng đến cuối, tôi muốn mình đi theo những cảm xúc tự nhiên. Và tôi không ngờ mình khóc nhiều đến vậy. Từ lúc tập đến trong hậu trường, tôi đã không ngăn được nước mắt, người đẹp 9X bộc bạch. Lê Hoàng Phương thừa nhận từng có ý định từ bỏ làm nghệ thuật. Lê Hoàng Phương bật mí trước đó đã chủ động thu bài chia sẻ của mình để màn final oát không bị ảnh hưởng. Nhìn lại hành trình đã qua, người đẹp khẳng định bản thân có được ngày hôm nay là nhờ khán giả. Vì vậy tôi chọn cách xuất hiện giữa 50 bạn fan, đại diện cho những người ủng hộ tôi suốt 10 năm qua. Trên sân khấu của tôi có sự xuất hiện của gia đình. Tôi thấy trọn vẹn vì những người yêu thương mình đều có mặt vào lúc đó, Lê Hoàng Phương chia sẻ. Với Lê Hoàng Phương, gia đình luôn là điểm tựa của cô trong suốt hành trình vừa qua. Thời điểm năm 2022, người đẹp từng có ý định từ bỏ nhưng được sự động viên của người thân, cô quyết định thử sức với một cuộc thi nhan sắc lần cuối. Tôi không nghĩ mình sẽ được xướng tên ở ngôi vị hoa hậu. 18 tuổi, tôi từng ước mơ mình sẽ xuất hiện trên sàn diễn quốc tế và không ngờ 10 năm sau. Giấc mơ đó đã được thực hiện, Lê Hoàng Phương bày tỏ. Khoảnh khắc kết thúc nhiệm kỳ của Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu cho biết, khi hô tên lần cuối trên sân khấu Miss Grand Việt Nam 2024, cô khuỵu gối trong vô thức, không hề tính trước. Như một thước phim tua lại một năm đã qua, tôi nhìn thấy từng gương mặt thân quen trên sân khấu. Tôi nhớ lại lúc đi thi, khi ở trong hậu trường, khán giả đã hô tên rất nhiều khiến tôi bật khóc. Tôi biết ơn những người đã có mặt bên tôi 10 năm qua. Tôi biết ơn cả bản thân mình vì đã có nhiều lúc áp lực nhưng không từ bỏ, mỹ nhân sinh năm 1995 cho biết. Lê Hoàng Phương cho biết thời gian tới cô sẽ tập trung hơn công việc kinh doanh về kiến trúc. Người đẹp đồng thời đang theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh. Xuất phát điểm là một người mẫu, Lê Hoàng Phương muốn theo đuổi nghệ thuật thông qua hình ảnh thời trang với các bộ ảnh, làm huấn luyện viên, đào tạo. Tôi luôn biết mình là ai, và việc có thêm danh hiệu Hoa hậu là điều cộng hưởng để tôi có thể giúp đỡ thế hệ kế tiếp. Tôi luôn nhắc nhở bản thân mình chưa là gì cả, phải học hỏi thêm rất nhiều, Lê Hoàng Phương chia sẻ. Miss Grand Việt Nam 2023 thừa nhận cũng nghĩ đến việc kết hôn nhưng đó là câu chuyện trong 5 năm tới. Cô chia sẻ, tôi mong đến lúc đó tôi sẽ có một nửa phù hợp với mình.